Hello, xin chào tất cả anh em. Nay em test luôn con máy cho anh em. Mất tên Italy nè. Ủa? Chạy răng không sắp nhông nha anh em. Anh em chạy trái 31, 62, 37, 31 là không sắp nhông nha. Các hệ in, hệ mát gì không sắp nhông nha. Modun cũng không sắp nhông luôn. Đây nha, cái giờ ép này là chuyển nè. Chuyển qua bốn bạn này. Mười hai tốc độ. Băng bàn còn đẹp nha anh em. Bích me đẹp luôn. Con này bị mất hầu nha. Thông số dài 2 m, trọng tâm 950, qua băng 307, qua dao 203, qua hầu 504, ngang băng 206, mâm cặp 204, ba chỗ phải nha, điện 3 pha 308, lỗ 55. Cho máy chạy luôn đi. Chạy côn anh em. Đây là làm video nè, nè ngược nè, kéo lên tắt nè, kéo lên đảo chiều nè, tắt mở lên nè. Anh em nào không xài cái cần này thì xài nút cho khỏe, cứ để chết một cái nha. Chạy răng luôn nha anh em. Bước tiến đây nha. Anh em bước tiến anh em phải quay qua rồi đợi xíu nó bắt răng nha anh em. Quay qua rồi đợi khoảng tầm 2 giây 3 giây nó mới bắt nha, nó bắt nhông nha. Rồi. Chậm 9 10 2 mét đây nha, 2 mét là chấm ở đây nha anh em. Đồng bằng trên đầu bằng dưới. Đặt răng. Dính mẹ rồi. Đảo chiều răng đây nha anh em. Số đây nha. 1 2 3 4. Còn cái tay bên này là đỏ vàng xanh nè. Đang chạy xanh nè. 2 nè. Xuống 1 nè. Chậm. 2 4 nè. Ba nè.
cũng xanh dương nè. Máy móc về máy nha nè. Quá nhanh, tốc này phải 2000 đó. Đỏ là nhanh nhất nha em, xanh dương là á, đoàn xanh lá cây là chậm nhất. Rồi ok, các tốc đều êm nha. Anh em chỉ có cần nhớ là cái này là mỗi lần anh em chỉnh cái bước tiến này thì nhích qua phải 2 giây nó mới nó bắt nhông nha. Rồi, anh em nào làm con này thì liên hệ để giá rẻ cho anh em luôn. Xin kết thúc video, chào tạm biệt anh em.